mà mình lên điện thoại của chúng ta sẽ cùng hòa vào không khí của đêm nay. Một bầu trời sao, mỗi một ngôi sao là một thành viên của đại gia đình Nguyễn Kim, chúng ta sẽ sáng lên trong đêm nay. Quý vị đồng ý không quý vị ơi? Yeah, hãy cùng đưa những ngôi sao của chúng ta lên vào đêm nay. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng. Trong xu thế khoa học công nghệ ngày càng phát triển, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng và mạnh mẽ, nay chúng tôi mời đội ngũ siêu anh hùng từ tương lai đến hỗ trợ đưa Nguyễn Kim Central phát triển mạnh mẽ. Vì thần tháo phát đem đến sáng tạo và nỗ lực của mọi thành viên. Iron Man thông minh với sự hoài nghi con người và công nghệ quản lý. Wonder Woman nhìn xa mang đến sự am hiểu khách hàng và thị trường. Đem đến sự kết hợp đạo đức, môi trường và phát triển bền vững. Lát người đồng mạnh mẽ trọng lượng với sự chia sẻ thành công với các đối tác và nhân viên. Đội trưởng Mỹ bị lãnh đạo đem đến sự tín nhiệm và uy tín thương hiệu. Các chiến binh đang đi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Ta cùng chào đón những chiến binh Nguyễn Kim tương lai.
Sức mạnh của 6 vị siêu anh hùng, Nguyễn Kim Central cần sức mạnh vượt trội hơn nữa, đó là gì? Hãy cùng hướng mắt về cửa chính, chào đón chiến binh vĩ đại. Sáng và đặc biệt hơn là một
sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ phía tất cả các thành viên trong viện kim của chúng ta. Ai đúng? Yeah. Và cũng hy vọng rằng khi mà mỗi lần chúng tôi giới thiệu một tiết mục nào đó trên sân khấu sẽ luôn luôn nhận được những tràng vỗ tay yêu mến từ phía tất cả quý vị ngồi ở phía dưới. Vâng. Và có lẽ quý vị, tôi cũng như quý vị, tất cả cảm xúc đang ngập tràn trong trái tim của chúng ta. Và trong những khoảnh khắc này thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta ở đây hãy cùng thể hiện tình yêu và sự quyết tâm của cái thông điệp mà cái tiết mục này mang lại, đó là hướng tới một Nguyễn Kim tương lai thật là hùng mạnh hơn. Chúng ta hãy thể hiện quyết tâm đó mà Nguyễn. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều, và chúng ta còn có rất nhiều cơ hội để cùng chương trình lưu niệm với nhau với các tiết mục đang diễn ra trên sân khấu, và chúng ta không làm gián đoạn thời gian của các tiết mục còn.